Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Đập Dương Tử phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ khi hoàn thành. Kính thưa quý vị, mưa xối xả ở lưu vực sông Dương Tử khiến 23 người chết và 30 người mất tích ở vùng thượng lưu tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng, thậm chí hồ chứa Tam Hiệp cũng bị đe dọa. Nó có thể gặp đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi hoàn thành, với lưu lượng lên đến trên 70.000 mét khối mỗi giây. Các nhà chức trách đã tăng cường thoát lũ và cấm tàu thuyền ra khơi. Do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn sông Dương Tử, đỉnh lũ đổ về hồ chứa Tam Hiệp, lưu lượng của hồ chứa sông Dương Tử đạt 42.000 mét khối trên giây vào tối qua, cao nhất trong năm nay. Đập Tam Hiệp phải mở 4 cửa xả lũ để tăng cường xả lũ và Cục An toàn Hàng hải Trùng Khánh ngay lập tức cấm tất cả các tàu ra khơi. Cục Thủy văn sông Dương Tử dự báo sẽ có một trận lũ trên 70.000 mét khối trên giây vào ngày mai, vượt qua lưu lượng lũ 50.000 mét khối trên giây tại đỉnh Tam Hiệp của sông Dương Tử vào năm 1998, khiến hồ chứa nước gây ra lũ lụt nghiêm trọng nhất trong những năm qua kể từ khi đập hoàn thành. Tuy nhiên, do vị trí chiến lược của đập sông Dương Tử nên một khi vỡ sẽ gây ra thảm họa. Do đập Tam Hiệp tăng lượng xả lũ nên mực nước ở nhiều đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở đoạn Giang Tây và hồ Po Yang đã vượt mức cảnh báo mực nước cao nhất kể từ năm 1998. Tân Hoa Xã đưa tin hôm nay hơn 200.000 mét dọc theo bờ sông Giang Châu và ở đoạn Cửu Giang của sông Dương Tử có nguy cơ bị sập. 10.000 sĩ quan PLA và bộ đội và hàng vạn cán bộ quân chúng nhân dân đã chung sức chống lũ, ngăn đê sông Dương Tử và đê hồ Po Yang bị sạt lở. Tại sông Dương Tử ở Nam Kinh vỡ vào sáng ngày qua, cán bộ và binh sĩ phải mất hơn 4 giờ mới phong tỏa được. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả và số người chết đã tăng lên 23 người, 30 người mất tích, 8,23 triệu người ở 16 thành phố và tỉnh bị ảnh hưởng và 590.000 người dân phải sơ tán. Thảm họa ở Giang Tây là thảm họa tồi tệ nhất với thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 5,3 tỷ nhân dân tệ. Thành phố Oyuan bị nước bao vây và biến thành một hòn đảo bị cô lập. Mực nước sông Dương Tử ở tỉnh An Huy về cơ bản đã vượt quá mức cảnh báo trên toàn quốc và hơn 7,25 triệu người bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách đã huy động 10 vạn người chống chọi với lũ lụt. Mực nước của hồ Hồng Yu, hồ lớn nhất ở Hồ Bắc đã vượt quá mức cảnh báo trong 5 ngày liên tiếp, tiến gần đến mực nước đảm bảo, đe dọa thành phố Hồng Yu với dân số 610.000 người. Xả lũ bất ngờ, gia đình 5 người thiệt mạng ở thị trấn Liễu Lâm. Sáng sớm ngày hôm qua, một trận lũ bất ngờ quét qua thị trấn Liễu Lâm, huyện Tùy Huyền, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng. Một gia đình 5 người thiệt mạng ở thị trấn Liễu Lâm. NTD trích dẫn từ tin tức Bắc Kinh của truyền thông Trung Quốc. Kim Dũng đang làm việc trên cánh đồng, nhận được một đoạn video từ con trai mình. Bố, hãy quay về và chiến đấu cùng con. Con trai Kim Dũng gần 6 tuổi, trong kỳ nghỉ hè, cậu và mẹ đang sống cùng nhà bà ngoại ở thị trấn Liễu Lâm, huyện Tùy Huyền, tỉnh Hồ Bắc. Vì Kim Dũng không thể về nhà thường xuyên nên vợ anh thỉnh thoảng gửi cho anh các video về con trai mình. Bất ngờ xảy ra lũ lụt ở thị trấn Liễu Lâm trong đêm. Vợ con và bố mẹ của Kim Dũng đã thiệt mạng tại nhà. Anh buồn bã nói rằng vợ anh đã mang thai được 8 tháng, không phải 4 mà là 5 người bị chết đuối. Trong 24 giờ, thành phố Tô Châu hứng chịu mưa lớn, có 10 thị trấn và làng mạc có lượng mưa vượt quá 100mm. Nhìn chung các hồ chứa nhỏ nguy hiểm như Liễu Lâm, Hồng Sơn, Trường Cương, Hà Điếm, Lạc Dương và nhiều thị trấn khác bị ngập lụt. Và sáng sớm qua, một trận lũ bất ngờ quét qua thị trấn Liễu Lâm trong khi người dân trong thị trấn vẫn chìm trong giấc ngủ. Theo CCTV News, độ sâu trung bình của nước ở thị trấn Liễu Lâm là 3,5m và nơi sâu nhất là 5m. Theo các quan chức, lũ lụt đã khiến hơn 8.000 người ở thị trấn Liễu Lâm bị ảnh hưởng, 21 người chết và 4 người mất liên lạc. Tuy nhiên, số liệu thương vong được công bố một lần nữa dấy lên nghi ngờ về độ chính xác của dữ liệu. Lời kể từ người sống sót. Nhiều người dân sống sót cho biết lũ đến đột ngột chứ không từ từ. Bà Châu, một cư dân địa phương nói với phóng viên NTD, nửa đêm nước bất ngờ ập xuống, tôi ngủ thiếp đi, nhưng tôi không biết là nước đang dâng lên nhanh chóng. Khi nước lên thì không ai có thể chạy thoát được, cửa nhà cũng không thể mở được. Bà nói, lũ đổ ập xuống bất ngờ chứ không chậm từ từ, xe cứu hộ không qua được,
mặt đường đầy nước, rất nhiều người chết đuối trong thị trấn của chúng tôi. Bà Châu thẳng thắn nói, năm trước đó ở đây cũng có nước lũ về nhưng không ai bị chết đuối, lần này chết đuối hết cả người. Nước lũ làm tắc cửa, không mở được cửa, nhấn chìm người trong nhà, không còn đường đi. Hàng loạt người chết đuối, có gia đình 4-5 người chết đuối, khổ lắm. Những ai còn sống sót sau trận lũ lụt này đều có chung một câu trả lời là lũ đến bất ngờ trong đêm, chứ không từ từ, và rất nhiều người đã thiệt mạng. Lũ lụt dâng nhanh chỉ có thể là xả lũ bất ngờ hoặc vỡ đập. Theo kinh nghiệm lũ lụt ở nhiều nơi, lũ bất ngờ được người dân mô tả chỉ có thể xảy ra khi vỡ đập hoặc xả lũ. Weibo chính thức của khí tượng Hồ Bắc đã phát một đoạn video vào lúc 11 giờ 43 phút sáng hôm qua nói rằng hồ chứa Hoàn Đàm ở huyện Tùy Huyền đang mở các cửa xả lũ. Cùng ngày, Nhật báo Hồ Bắc cũng đưa tin hiện có 141 hồ chứa nước tràn tại thành phố Tô Châu. Điều này khiến ngoại giới đặt câu hỏi liệu thảm họa ở thị trấn Liễu Lâm có liên quan đến việc xả lũ bất ngờ và không báo trước của hồ chứa hay không. Upstream News đưa tin rằng báo động đã vang lên ở thị trấn Liễu Lâm vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, thực tế lúc này lũ đã tràn vào thị trấn, người dân không còn nơi nào để thoát thân. Trước đó, cư dân nơi đây vẫn chưa nhận được thông báo sơ tán nào. Về vấn đề này, cư dân mạng đại lục phẫn nộ. Tại sao không có cảnh báo sớm để sơ tán? Tại sao lại có thảm kịch như vậy? Khi thảm kịch ở Trịnh Châu chưa qua đi thì lũ lụt bất ngờ trong đêm đã nhấn chìm cả thị trấn, khiến nhiều người thương vong và thiệt hại không nhỏ về kinh tế. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước thảm cảnh này và làm thế nào để thảm cảnh không tái diễn? Lũ lụt ở Hồ Bắc, 141 hồ chứa tràn nước. Tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc trong 2 ngày qua đã hứng chịu các trận mưa lớn dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Lượng mưa lớn khiến hệ thống hồ chứa vượt mức cảnh báo, thiệt hại ban đầu hàng triệu nhân dân tệ. Mưa lớn lũ lụt ở Hồ Bắc. Tờ ChinaNews.com đưa tin, theo Cục Khí tượng Hồ Bắc, Thần Nông Gia và phần đông nam của Hoàng Cương trong tỉnh đã hứng chịu mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Ban đêm có mưa lớn ở Tương Dương và Tô Châu, mưa lớn kèm sấm sét. Trong 2 ngày liên tiếp, một số khu vực ở Hồ Bắc phải hứng chịu những trận mưa lớn. Lượng mưa ở 10 ngôi làng và thị trấn ở Tô Châu đã vượt quá 100mm. Lượng mưa cục bộ vượt quá 400mm. Trận mưa lớn ở Tô Châu gây ra lũ lớn. Thị trấn Liễu Lâm bị ngập, một số cửa hàng trên phố bị ngập đến tầng 2. Nguồn điện và thông tin liên lạc cục bộ bị gián đoạn. Theo ghi nhận, lượng mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng. Lượng nước tích tụ ở thị trấn Liễu Lâm sâu 2,46m. Có 141 hồ chứa ở thành phố Tô Châu đã đạt đến mức lưu trữ bình thường và đang tràn. Mưa lớn vẫn tiếp tục. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có 10 thị trấn và làng mạc ở Tô Châu có lượng mưa vượt quá 100mm. Hiện tại, lũ lụt quy mô lớn đã xảy ra trong thành phố và nhìn chung các hồ chứa nhỏ đang gặp nguy hiểm. Đợt mưa lớn này đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Liễu Lâm, Hồng Sơn, Trường Cương, Hà Điếm, Lạc Dương và các thị trấn khác, trong đó có thị trấn Liễu Lâm bị ngập. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong ngày hôm nay sẽ có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ tại thành phố Tô Châu. Và lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Cục Khí tượng Hồ Bắc đã nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn từ cấp 4 lên cấp 3. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa tại ga Nghi Thành ở thành phố Tương Dương đạt 305,9mm từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay. Khu đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng. Lượng mưa trong 1 giờ tại ga Oanh Hạ ở thị trấn Bản Kiều Điếm Nghi Thành đạt 484,3mm. Thị trấn Bản Kiều Điếm bị lũ lụt, một số tuyến đường bị ngập nặng và xe cộ bị nhấn chìm trong nước. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, trong 24 giờ qua, Tương Dương, Nghi Thành, Tô Châu và những nơi khác đã trải qua những trận mưa cực lớn với hơn 250mm. Lượng mưa tích lũy của sông Oanh Hà ở Nghi Thành đạt 496,4mm, hồ chứa vượt mức cảnh báo. Kể từ 20 giờ ngày hôm qua, thành phố Nghi Thành đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Tính đến 6 giờ sáng nay, thị trấn Bản Kiều Điếm, nơi có lượng mưa lớn nhất, đã vượt quá 400mm. Lượng mưa trong khu vực đô thị là gần 300mm. Lượng mưa lớn khiến 44 hồ chứa ở Nghi Thành vượt giới hạn lũ. Trong đó, giới hạn lũ tối đa là 1,94m. Một số khu vực và đoạn đường bị tích nước nghiêm trọng.
Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến 10 giờ ngày hôm nay, trận mưa lớn kể từ tối qua đã khiến 32.000 người ở huyện Tùy Huyền bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2,66 nghìn hectare, 18 ngôi nhà bị sập và 3.312 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Tính tới thời điểm báo cáo, giới chức địa phương ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 50 triệu nhân dân tệ. 2.203 người đã thiệt mạng trong cuộc tìm kiếm và cứu nạn khu vực thiên tai Thanh Hải. Theo báo cáo từ trụ sở cứu trợ động đất tỉnh Thanh Hải, tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, 2.203 người đã thiệt mạng và 73 người mất tích tại khu vực bị động đất Yushu. Nhân dân Nhật Báo Online đưa tin, Bộ Chỉ huy chung của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Chỉ huy cứu trợ động đất và thảm họa của lực lượng cảnh sát vũ trang cho biết, công tác cứu trợ động đất ở Yushu đã đạt được kết quả chính trong giai đoạn tìm kiếm và cứu nạn. Các điểm chết và mù mịt đã được giải tỏa. Tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và công tác tái thiết sau thiên tai được thực hiện đồng thời. Bài Ma, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Thanh Hải cũng cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp ở khu vực thiên tai Yushu về cơ bản đã kết thúc. Giai đoạn tiếp theo của công tác cứu trợ động đất sẽ dần chuyển sang xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất và đời sống sau thảm họa. Kể từ đầu tháng, Yushu lần lượt trải qua mưa, mát lạnh, gió mạnh và thời tiết bụi bẩn. Thời tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng nhất định đến công tác cứu hộ, đặc biệt là công tác vận chuyển, phân phối vật liệu đào, chôn và vật liệu cứu trợ thiên tai. Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Yushu, tỉnh tự trị Tây Tạng Yushu, Thanh Hải vào 2 ngày trước đó, gây thương vong nặng nề và nhiều ngôi nhà bị sập. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.